Chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì Nghĩa Đưa xin giới thiệu anh em một mẫu sản phẩm mới ở bên mình. Đây là con Crown XLI 3500. Một mã sản phẩm này là hàng mới anh em nhé. Hàng sản xuất tại Trung Quốc. Hàng loại 1 luôn. Hàng có tem QC đàng hoàng. Đây là cái nguồn của nó anh em nhé. Nguồn rất là lớn. Và đi xung quanh cái nội thất của em này thì đây là một cái nguồn đồng. Một miếng thế đồng này, nó có cái bán kính là khoảng 17 cm. Và cái con này thì nó chạy là có 6 tụ anh em nhé. Mỗi một tụ là 50V và 10.000 microfarad, chạy tụ đen. Và con này nó chạy đến 32 sò, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 32 sò anh em nhé. 32 sò, trong đấy có sò chạy chở trắng là có 20 sò chạy chở trắng nhé. Còn những con sò khác là sò kích thì nó sẽ chạy qua con chở màu xanh 5 vạch màu đây anh em nhé. Đấy, anh em nhìn đây. Đấy. Tất cả nó 32 sò, chạy chính qua chở trắng là 20 sò. Cho nên con này đưa ra công suất rất là khỏe luôn. Và đằng sau này nó có một cái mạch âm sắc rất là tốt. Con này thì nó sẽ có hai đường vào tín hiệu. Dạng một là cổng Canon, hai là cổng hoa sen. Rất phù hợp cho anh em nào mà con vang hoặc là con nâng tiếng không ra được cái đường Canon thì mình có thể cắm đường hoa sen rất tiện lợi nhé. Và chạy hai quạt là mát anh em nhé, hai quạt là mát. Đấy. Còn đầu ra thì nó sẽ có bốn đầu ra, và hai cái dạng lưu trích và hai cái dạng vặn xoáy. Đây là phía đằng sau công tắc của cắm rời nhé. Mạch thiết kế rất là đẹp. Hàng loại 1 được bảo hành 1 năm chính hãng anh em nhé. Con này là con Crown XLI 3500. Đấy, cho công suất rất khỏe luôn. Đánh một cặp full 30 dẫn rất là thừa, thoải mái. Con này chỉ chơi cặp full 40. Nhích nhẹ một tí là nó. Đấy, được thiết kế mặt trước hình như kiểu là một chiếc đầu một cái ô tô anh em nhé. Cách cổ điển của Crown. Đấy, công tắc này là công tắc ấn vào, công tắc nguồn, hình tròn. Có hai núm chỉnh volume này, hình tròn này. Đấy, khi anh em ấn vào đây. Đấy. Máy hoạt động sẽ ngắt le. Đấy, cho anh em sử dụng. Đấy, có giá rất tốt tại Nghĩa Audio anh em nhé. Đấy, con này được bán với giá 4.800.000 anh em nhé. Tại Nghĩa Audio. Con Crown XLI 3500, chạy tổng 32 sò, 6 tụ, nguồn to. Đấy, hàng chính hãng loại 1 luôn. Cho anh em thoải mái sử dụng với chế độ bảo hành 12 tháng. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ đến Nghĩa Audio qua số điện thoại 0934573743. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào clip lần sau. Anh em nhớ ấn subscribe kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất ở bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào clip lần sau.